Alvarez. Những cầu thủ áo trắng đang một bắt một và Højbjerg đã cướp được bóng, chuyển sang cho Harry Kane. 1-0 cho Tottenham Hotspur. Bàn thắng thứ 200 tại Premier League cho Harry Kane, và bây giờ thì anh là chân sút vĩ đại nhất lịch sử câu lạc bộ này. Một nụ cười rạng rỡ của Harry Kane, nhưng nó vẫn luôn là một điều gì đó thực sự ám ảnh với Man City tại sân nhà của Tottenham. Họ có thể là những người kiểm soát bóng, họ có thể dồn ép đối phương, họ có thể gây áp lực liên tục, nhưng họ vẫn luôn là người bị thua. Mắt xích trẻ nhất ở tuyến giữa của Man City, Rico Lewis là người đã để cho Højbjerg đà đáp và chuyển quả bóng đến chân của Harry Kane. Nhưng đó là một pha bóng mà Drury đã truyền quả bóng vụng về. Tottenham rất giỏi trong những pha bóng kiểu như thế này. Harry Kane đương nhiên rồi, không thể bỏ lỡ. Không thể bỏ lỡ. Chân sút xuất sắc thứ 3 trong lịch sử của giải bóng đá ngoại hạng Anh và xuất sắc nhất trong lịch sử Tottenham Hotspur. 17 bàn thắng ở trong mùa giải năm nay với Harry Kane. Và anh chơi tại Tottenham, người ta luôn đặt ra một sự so sánh. Dù có thể lúc này Erling Haaland đang là người ghi nhiều bàn hơn, nhưng đây hãy nhìn con số này, 267 bàn thắng Harry Kane ghi cho Tottenham. Dù đến lúc này có thể anh chưa phải là người giành danh hiệu cùng câu lạc bộ này,